Đấy, cột luôn nha. Đấy, cũng có được khi nào đâu. Lại đến năm nay lại ngập tiếp. Chết. Lại bắt đầu mưa thế này thì làm sao mà nó rút được. Các bạn nên dồn đây nhiều hơn. Đua nhau thì làm thuyền. Ta làm thuyền đánh cá thôi mà làm thuyền chạy luôn. Nó đến tầm mấy rồi không xả mà bây giờ mình là chẳng qua là bị nó xả nước thôi. Cho lên cho cái cả nhà không phải luôn. Ông thấy cái này sao? Không lên được cái chạy như khênh xe đi Thành ơi. Đi được vé của nó nó bây giờ còn không biết ngồi nhà ai về nợ nhà nhốt linh tinh còn có cái đầu quần này là thằng cái xã lợn là và thằng người của cái thằng alo. Đừng nghỉ hút thuốc nào, vừa hút thuốc nào vừa hỏi thăm. Ôi sang sang đây đi, ông mặc cái áo mà sang sang đây đi, bọn tôi hỏi. Lắm. Khênh xe đi Thành ơi. Thế kia nó lên bụng ngộ, lên ngực ngộ rồi. Mình đang rút này. Nó thì lên đến đường dưới thôi. Ngồi lên là mày đẩy chứ không là ngã đây. Khu này là bao nhiêu hộ ông nhỉ? Đứt quá nhìn sao đứt. Đứt tôi kéo cao đứt để đứng xả luôn. Ừ, ao cá đợt này nhiều đấy. Đâu em có thấy xả nước đâu. Con xả làm sao mà nước đây thế này. Quay nhà thì sang nhà chị hậu đi, cửa phát. Đừng em có khóa.